Xin chào mọi người, mình là thí sinh của Mix X Happy tại khu vực Đà Nẵng. Số báo danh của mình là 40 và tên của mình là Phan Thành Long. Xin chào các bạn, mình là Trần Quân Hảo và số báo danh của mình là Mix X Happy 48 và mình đang hoạt động ở Mix X Happy miền Trung Đà Nẵng. Cảm nhận của mình về sau 3 ngày học đầu tiên là rất là ok luôn. Mình có gặp được nhiều bạn bè và được làm quen với họ. Đặc biệt là anh instructor rất là nhiệt tình, đã chỉ cho mình nhiều dòng nhạc mới và chỉ cho mình về các văn hóa đi lễ hội và các lễ hội phân chia theo dòng nhạc khác nhau. Hôm nay là ngày cuối cùng của tuần và mình đã được xem những bộ phim rất là hay và những festival lớn về dòng nhạc trance hoặc dance hoặc là tech, và mình cảm thấy rất là vui khi được tham gia vào Mix X Happy. Chụp hình nữa, không phải quay hả?